Tượng gỗ Trung Kiên xin kính chào toàn thể anh chị ạ. Chào mừng anh chị đã quay trở lại với video bên em. Vâng, chúc anh chị ngày mới luôn vui vẻ, công việc thì thuận lợi anh chị nhé. Vâng, và trong video ngày hôm nay thì em gái xin giới thiệu đến chị một siêu phẩm, một cực phẩm mà nhà em vừa mới hoàn thành xong anh chị nhé. Được chế tác trên chất liệu gỗ hương ta Gia Lai này. Vâng, trên một phôi gỗ rất là già luôn cho em gái là một cụ di nạc cửu phúc đứng vác cành đào ạ. Vâng, để làm ra một siêu phẩm, một cực phẩm như thế này, nhà em phải mất rất là nhiều thời gian cũng như là công sức từ những cái thời gian tuyển chọn những cái phôi gỗ đẹp, phôi gỗ già đến tuyển chọn những cái bác thợ nghề hàng đầu top 1 làng nghề Đông Giao anh chị nhé, thì mới có thể là chế tác ra một tác phẩm đẹp này ạ. Vâng, trước khi vào tác phẩm thì em xin giới thiệu qua về cơ sở bên em ạ. Cơ sở bên em nằm ở quốc lộ 38, làng nghề Mộc Đông Giao, Lương Điền, Cẩm Giang, Hải Dương, với hai số hotline quen thuộc là 0944 812 986 và 0822 338 345. Vâng, anh chị ưng tác phẩm rồi, muốn hữu duyên với nhà em rồi thì có thể là liên hệ trực tiếp với nhà em qua hai số điện thoại này. Em gửi hình ảnh, video cũng như là kích thước chi tiết tới anh chị ạ. Vâng, em xin thông báo chiều cao, kích thước để anh chị có thể là cân đối không gian và tài chính bên mình anh chị nhé. Với chiều cao cho em gái là 2m40, ngang cho em là 1m40 và sâu cho em là 90. Nhà em giao lưu với anh chị là 48 triệu đồng, 48 triệu đồng bao phí vận chuyển đến không gian nhà anh chị rồi anh chị nhé. Vâng, để anh chị không phải chờ đợi lâu này, em xin mời anh chị đi sâu để thưởng lãm tác phẩm anh chị ơi. Vâng, trước mặt của anh chị đây là một cụ di nạc, là một vị Phật cười anh chị nhé, là biểu tượng cho một cuộc sống an lạc này, cuộc sống hạnh phúc, may mắn cũng như là vui vẻ cho gia đình mình. Vâng, trước hết thì em xin mời anh chị ngắm diện mặt của cụ ạ. Một diện mặt rất là hoan hỉ, rất là vui tươi luôn cho em gái này. Từ đôi mắt, từ nụ cười, nhà em chặt tỉa rất là sắc nét, rất là rõ ràng luôn ạ. Moi móc vào bên sâu bên trong, làm sạch sẽ luôn cho em anh chị nhé. Để mang lại sự vui tươi này, sự vui tươi cho gia đình mình anh chị nhé. Từ những cái đôi lông mày nhà em chạm tỉa này rất là sắc nét, rất là rõ ràng luôn ạ. Vâng, rất là tỉ mỉ, rất là kỳ công luôn cho em gái anh chị nhé. Từ những cái dài tai thôi nhà em chặt tỉa rất là tròn đầy. Vâng, để mang lại tài lộc cũng như là may mắn về cho gia đình mình. Từ những cái chuỗi vòng hạt anh chị có thể ngắm cho em gái này, đục tỉa rất là tròn, 10 hạt như một, rất là tròn đều luôn ạ. Vâng, từ những cái hoa văn, đường nét hoa văn thôi nhà em chạm tỉa cũng rất là sắc nét. Những cái đường nét đục vô cùng tinh tế, vô cùng tỉ mỉ luôn cho em gái này. Vâng, và không thể thiếu là khoác lên người cụ là một màu vàng cánh gián anh chị nhé. Vâng, điểm trên đấy là những cái đường vân chất gỗ của một trên một phôi gỗ hương ta Gia Lai rất là già cho em gái này. Vâng, vân thì trùng trùng điệp điệp, anh chị có thể ngắm cho em gái này. Vâng, từ những cái tà áo thôi nhà em đục tỉa rất là mềm mại, đục kênh đục lỗi luôn cho em gái anh chị nhé. Moi móc sạch sẽ luôn ạ, đang tung bay trong gió anh chị nhé. Nghệ nhân bên em thổi hồn vào tác phẩm để cho tác phẩm như một vị Phật sống luôn cho em gái này. Vâng, từ những cái móng chân thôi, từ những cái móng chân, móng tay, từ những cái chi tiết nhỏ nhất thôi nhà em chạm trổ này rất là tỉ mỉ, rất là sắc nét luôn anh chị ơi. Vâng, hàng đục rất là kỹ, hàng nghệ nhân luôn cho em anh chị nhé. Vâng, bên tay của cụ thì đang vác một cành đào anh chị nhé, một cành đào rất là cổ thụ, rất là hàng ngàn năm tuổi cho em gái này. Vâng, anh chị có thể ngắm cho em gái này, từ những cái hốc mắt thôi nhà em châm tỉa này, đục tỉa cũng rất là sắc nét như thật luôn cho em gái này. Vâng, một cành đào tiên anh chị nhé, với những cái trái đào rất là căng mọng, to tròn, và điểm trên đấy là những cái đường vân chất gỗ, những cái đường sụn hương anh chị có thể ngắm cho em gái này. Vâng, phải một phôi gỗ già như thế nào thì mới có thể nên sụn hương anh chị ơi. Vâng, rất là đẹp luôn ạ. Để mang lại sự trường thọ cũng như là sức khỏe về cho gia đình mình anh chị nhé. Vâng, từ những cái tán hoa thôi, từ những cái kẽ lá thôi nhà em quạt tỉa này rất là mỏng manh, đục kênh đục nổi, moi móc sạch sẽ luôn cho em gái này. Vâng, một tác phẩm rất là cân đối luôn ạ. Vâng, ngoài ra nghệ nhân bên em còn chế tác thêm 9 cô cậu tiểu đồng này. Vâng, đủ lếp đủ tẻ luôn cho em gái này, đại diện 9 chữ vàng anh chị nhé, phúc lộc thọ khang ninh, vạn sự như ý luôn ạ. Vâng, đủ lếp đủ tẻ cho gia đình mình luôn, để mang lại một gia đình hạnh phúc, gia đình ấm no, con đàn cháu đống, tài lộc đầy nhà anh chị ơi. Vâng, đầy ắp tiếng cười trẻ thơ anh chị nhé. Từ những cái diện mặt của mỗi em bé thôi nhà em chạm trổ đây rất là tỉ mỉ, rất là sắc nét luôn ạ. Vâng, từ những cái chi tiết nhỏ thôi nhưng mà nhà em hạ làm cũng kênh bong luôn anh chị ơi. Vâng, có thể là ngắm cho em gái này, một tác phẩm tuyệt đẹp luôn ạ. Vâng, và không thể thiếu là cụ đang đứng dưới một
cây tùng anh chị nhá, một cây tùng đại lâm mộc, một cây tùng hàng ngàn năm tuổi cho em gái này. Vâng, từ những cái tán lá thôi, từ những cái lá tùng thôi, nhà em châm tỉa này, sắc nét rõ ràng, những cái đường nét đục tỉ mỉ luôn ạ, hàng kênh bong luôn cho em anh chị nhá, moi móc sạch sẽ luôn. Từ những cái thân cây thôi nhỉ, em chạm chỗ rất là già luôn ạ. Vâng, để biểu tượng cho một người quân tử, dù có khó khăn, dù có vấp ngã, dù có vượt thử thách thì cũng vẫn sẽ vượt qua để vươn tới thành công anh chị nhá. Vâng, một tác phẩm rất là đẹp, không bao giờ chịu khuất phục trước khó khăn cho em gái này. Vâng, dù mọc trên những cái thỏm núi đá rất là cằn cỗi nhưng mà cây vẫn tỏa ra xanh ngát anh chị ơi. Vâng, bên dưới nghệ nhân này còn chế tác thêm những cái giải đồng tiền anh chị nhá. Nhà em đang để trơn, để anh chị nào mà hữu duyên thì nhà em sẽ gắn theo nhựa yêu cầu anh chị nhá. Hãy chữ phúc lục thọ hay là phát tài phát lộc cho em gái này. Vâng, rất là tròn đầy. Điểm trên đấy là những cái đường vân chất gỗ vô cùng già luôn anh chị ơi. Vâng, bên dưới cũng là những cái đồng tiền vàng anh chị nhá. Những cái đồng tiền vàng để mang lại tài lộc, mang lại may mắn về cho gia đình mình này anh chị ơi. Vâng, mặt tiền thôi nhà em chạm chỗ này cũng là rất là sắc nét, rất là tỉ mỉ luôn cho em gái này. Những cái thỏi tiền vàng rất là to, rất là đầy. Điểm trên đấy là những cái đường sụn hương anh chị nhá. Những cái hố này nhà em làm rất là tự nhiên luôn cho em gái này. Vâng, những cái gì tinh túy nhất, những cái gì mộc mạc nhất của một phôi gỗ già, nhà em vẫn để nguyên để anh chị có thể lưu giữ cũng như là chơi anh chị nhá. Vâng, bên dưới này còn chế tác thêm những cái cây hoa cúc đất ạ. Những cái cánh hoa rất là mềm mại, 10 cánh như một luôn cho em gái này. Vâng, những cái cây nấm linh chi hàng ngàn năm tuổi anh chị nhá. Những cái cây nấm linh chi hàng ngàn năm tuổi để cầu lại sức khỏe, cầu lại may mắn cũng như là sự trường tồn với cho gia đình mình này. Vâng, từ những cái thỏm núi đá thôi, nhà em làm moi móc cũng rất là sạch sẽ luôn ạ. Vâng, những cái đèn đồng này để mang lại sự hạnh phúc cho một gia đình này, sự ấm êm con đàn cháu đống anh chị nhá. Bên dưới là những cái thỏi tiền này anh chị nhá. Vâng, những cái thỏi tiền rất là to, xếp chồng chồng lớp lớp lên nhau cho em gái này. Vâng, anh chị có thể ngắm này, rất là to luôn ạ. Để mà cầu lại sự may mắn, cầu lại sự tài lộc cũng như là con đường kinh doanh trong công việc của mình thì thuận lợi anh chị nhá. Vâng, một tác phẩm trên một phôi gỗ rất là già luôn cho em gái, em sẽ quay đằng sau để anh chị có thể là thưởng lãm một phôi gỗ già anh chị nhá. Vâng, anh chị phải nghĩ cho em gái này, một phôi gỗ hàng ngàn năm tuổi, bao nhiêu năm thì mới có thể là có một phôi gỗ đẹp, phôi gỗ già như này ạ. Vâng, anh chị phải cân đối tác phẩm cũng như là giá trị luôn cho em gái anh chị nhá. Em sẽ thông báo lại chiều cao cũng như là kích thước, giá cả để anh chị có thể là cân đối lại không gian tài chính bên mình. Với chiều cao cho em gái là 2m40, ngang cho em là 1m40 và sâu cho em là 90 ạ. Nhà em giao lưu với anh chị là 48 triệu đồng. 48 triệu đồng đã bao gồm phí vận chuyển đến không gian nhà anh chị rồi anh chị nhá. Vâng, anh chị nào mà muốn hữu duyên với bên em ưng tác phẩm rồi thì có thể là nhấc máy alo trực tiếp cho nhà em qua hai số điện thoại bên trên, hoặc là để lại cho em gái xin tín hiệu ở bên dưới video anh chị nhé. Em xin chào và hẹn gặp lại anh chị ạ.